Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam Trịnh Tuấn Anh, 27 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, nguyên quản lý kho chuối của công ty trách nhiệm hữu hạn chuối Gia Huy Phát để điều tra về tội tham ô tài sản. Theo hồ sơ vụ án, công ty trách nhiệm hữu hạn chuối Gia Huy Phát phát hiện Trịnh Tuấn Anh không rõ ràng, minh bạch về tài chính trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh kho chuối của công ty tại ấp Phú Xuân, thị trấn Mai Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Tuy nhiên, Tuấn Anh không giải trình hợp lý và tự ý nghỉ việc. Từ đơn tố cáo của công ty, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang vào cuộc và bước đầu xác định từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 8 năm 2022, Trịnh Tuấn Anh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, đã chiếm đoạt của công ty tổng cộng hơn 1,5 tỷ đồng, gồm tiền bán chuối và tiền cước gửi hàng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Khám xét nơi ở của Tuấn Anh tại ấp Phú Xuân A, thị trấn Mái Dầm, cơ quan điều tra thu giữ nhiều sổ sách tài liệu liên quan.